Xin chào toàn thể các bác đang theo dõi kênh Đào Tết Lạng Sơn nhé. Hôm nay em đánh bắt đầu gió mùa đông bắc về thì trời đã bắt đầu lạnh rồi các bạn. Thì em đang đánh những cái gốc đào thất thốn trồng được 2 năm để gửi cho các bác. Đợt vừa rồi thì đã đặt của em nha. Cái gốc này đợt trước thì em đã đăng một cái video lên báo với giá với các bác là 300 một gốc. Và em hôm nay những cái bác hôm đấy đã đặt thì hôm nay gió bấc về thì em đã bắt đầu đánh để gửi cho các bác nha các bác. Đây thì cái gốc em đánh em gửi cho các bác thì trước tiên là em đánh một nửa gốc, một nửa bầu. Đây các bác. Như các cái gốc này em đánh cách đây được 2 hôm rồi các bạn. Đánh một nửa bầu như này. Thì để đánh để như này để cho nó đỡ bị trột các bạn ạ. Thì đúng vào mấy cái ngày hôm nay là gió bấc nó về ấy, thì cái cây nó đã xe hết lại cái đầu rễ. Nó không bị mất nước và cây nó vẫn còn tươi nguyên như này nhé các bác. Đấy, thì hôm nay em bắt đầu em đánh nốt nửa bên kia để em gửi ô tô cho các bác ở Hà Nội, mấy một bác ở Thái Bình, mấy một bác ở Hải Phòng. Đấy. Thì cái gốc này là em đang giao lưu với các bác là 300.000 một gốc. Gốc được 2 năm mà khá là to nha các bác. Đây. Đây là đào bích, thất thốn bích, hoa kép. Hoa đỏ thắm luôn nha các bác. Loại cây này cây ghép, thế nhưng mà em ghép nó sát tận dưới gốc này luôn. Nên là nó không có cái vết, không có cái gốc cây ấy đâu nhá. Đây, từ gốc thất thốn là từ đây lên. Gốc thất thốn là từ đây lên đến đây luôn. Đó. Như là một cây hạt luôn. Đó. Như này thì đánh về tầm giờ các bác cho lên chậu. Rồi đến sang tháng sau, các bác tưới tắm vào cho nó lá nó đỡ, cho nó cây nó bắt đầu ổn định. Thì xong rồi đến tháng 9 là các bác bắt đầu tuốt hết lá đi. Thì là Tết thì các bác có hoa để chơi nha các bác. Mùa này là đang là mùa cho thất thốn lên, đánh thất thốn lên chậu đây các bác. Đấy. Thì mấy hôm nay trời nó gió mùa đông bắc về thì trồng là quá hợp lý luôn nha các bác. Đấy. Trồng sang tháng sau, tháng 9 thì các bác có thể tuốt lá là Tết là có hoa luôn rồi các bạn. Trồng tầm giờ là đảm bảo sống 100% luôn nhé. Với cả em đánh cái bầu như này thì các bác cứ yên tâm đi các bạn. Đánh cái bầu như này. Đây các bác. Đấy. Gửi cho các bác là sẽ là như này nhá. Tí lát nữa thì em sẽ quấn ni lông, quấn băng dính xung quanh này thì em đóng vào thùng xốp. Thì các bác ở xa cứ yên tâm khi nhận cây nhé. Đây, em còn rất nhiều cây. 2 năm. Tán của nó thì cũng phải bằng cái nón này nha các bác. Hơn cái nón rồi nhé. Đây. Các bác xem. Tán là nó phải bằng cái nón hoặc là to hơn cái nón rồi nhé. Cái giá này em để 300.000 một gốc là giá này chỉ để giao lưu với các bác. Những cái bác nào chưa có cái giống thất thốn này thì các bác lấy về các bác chơi Tết hoa đợt này và đến Tết là nó sẽ lại có quả. Các bác lại dùng cái quả đấy các bác ươm thành cây hạt thì là các bác có cây hạt chơi nhé các bác. Nên là không cần phải mua cái cây hạt nó đắt làm gì. Cây hạt bây giờ giống hạt nếu mà mới ươm lên mà mới mọc có mầm ấy thì đã 200.000 một cây rồi. Rồi còn cái cây nó mà ươm được người ta mà ươm được một năm ấy thì là giá của nó phải là 500.000 một cây rồi. Là bé tí thôi, nó chỉ bằng một cái cành nhỏ này thôi. Đấy. Thế nhưng mà các bác mua bảo bỏ ra 300.000 mua cái gốc này về cuối năm là các bác có hạt trồng. Cuối năm mà có hoa là nó thụ phấn là có hạt các bác ươm thoải mái. Nếu mà các bác nào muốn đầu tư thì
đầu tư nhiều thì các bác cứ lấy độ tầm 5 đến 10 cây cây như này, thì em chỉ cần độ 1-2 năm là các bác có hạt giống để các bác ươm rồi nhé. Cây này của em là đều là bích kép, hoa cực kỳ thắm luôn nha các bác, đỏ thắm luôn, giống thuần chủng luôn. Các bác nhìn cái lá thì nó thì biết. Như những dạng cây to như này thì em, như những cây to như này thì không phải là giá 300 đâu nha các bác. Những cây to này nó giá nó sẽ là 600-700 nghìn một cây như này. Còn những cái cây như này thì sẽ là 300 này các bác. Cây như này nó chỉ bằng nửa một cây như này thôi. Đấy, còn cây này chỉ 300. Nhưng mà em khuyên các bác là nếu mà mới trồng thì chúng ta chỉ nên trồng những cái cây nhỏ nhỏ như này thôi. Nó đỡ bị trột và vận chuyển nó cũng dễ. Đây, như những cây như này thôi, 300 nghìn. Giá nó rất hợp lý. Mà trồng độ 1 năm sau thì nó sẽ to như thế thôi. Đấy. Rồi em xin kết thúc video tại đây nhé. Nếu mà bác nào có nhu cầu mua thì kết bạn Zalo với của em nhé. Số điện thoại của em là 0336 292 689. Đấy. Rồi em xin chào toàn thể các bác nhé.